Ok, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh kinh doanh và chứng khoán đến với thông tin phiên tối sau giờ khớp lệnh ngày 28 tháng 8 năm 2024. Chúng anh chị sẽ có được những thông tin thật là hữu ích trong phiên ngày hôm nay anh chị nha. Anh chị có những cái mã cổ phiếu mình quan tâm về điểm mua, điểm bán, điều nắm giữ thì để lại dưới phần bình luận của video nha anh chị. Em sẽ là trao đổi và làm việc với quý anh chị qua những video mới cho cái mã cổ phiếu mà anh chị quan tâm nhé. Ok, rồi. À, thị trường hôm nay tiếp tục là một phiên dần co với một cái biên độ dao động khá là hẹp nha anh chị nha. Với mức cao nhất của thị trường thì đâu đó nằm ở ở vùng 1283.40, 1285.72, vùng thấp nhất là vùng 1276.9, một biên độ dao động khá là hẹp và à, có một số mã cổ phiếu thì nó phản ứng khá tốt nhưng mà bên cạnh những mã cổ phiếu phản ứng tốt đó thì ngược chiều ngược lại chương ngược lại các mã cổ phiếu của nhóm bất động sản lại gặp những áp lực bán ra và đặc biệt đến từ cái mã cổ phiếu DG khi mà ngày hôm nay có một thông tin khá là xấu của mã cổ phiếu DG được tung ra thị trường thì đây là những cái diễn biến như thế nào và sau những cái tin xấu này của mã cổ phiếu DG cũng như là những áp lực chung đến toàn bộ nhóm ngành bất động sản thì nhóm ngành này, này sẽ như thế nào thì mời các anh chị cùng trao đổi với vợ ăn trong phiên ngày hôm nay vậy nha rồi OK rồi, tóm tắt về thị trường một xíu trong phiên ngày hôm nay thì anh chị thấy là VN trong phiên ngày 28 tháng 8 năm 2024 đóng nến tại vùng 1281.44, tăng 0.88 điểm so phiên ngày hôm trước với đầu rộng đang phân bố về các mã cổ phiếu nhóm tăng 2 à, phân bố về các mã cổ phiếu nhóm tăng có 168 mã, nhóm giảm thì có 225 và tham chiếu là 84. Tác động về chiều tăng của VN trong phiên ngày hôm nay thì có các mã cổ phiếu như là GVR, TCB, MBB, FPT, HVN, SSI, VHNM, MSB với 2.79 điểm tăng chiều giảm thì có các mạo phiếu như là BNG, MWG, DIG, BCM, RRE, VHM, VCB, VIC với 2.59 điểm giảm như vậy nhìn trên biểu uh, đồ tác động của phiên ngày hôm nay thì anh chị thấy là ngày hôm qua các cổ phiếu của họ nhà Vin tác động vào mặt tăng giảm của thị trường khá là tích cực về chiều tăng trong đó có cổ phiếu về với 2.73 điểm tăng nhưng bây giờ VC lại quay ngược trở lại và cả ba cái cổ phiếu của họ nhà Vin đều nằm phía bên này như vậy thì anh chị thấy là sau một cái quá trình À, tăng điểm của các à, cổ phiếu họ nhà Win thì hôm nay họ đã có những trạng thái dẫn lại à, à sau khi thị trường có những mức độ con bằng và đổi đội ngôi giữa các nhóm dòng các cái mã cổ phiếu dẫn của để duy trì điểm số thị trường thì hiện tại các mã cổ phiếu họ nhà Win sau khi được sử dụng xong thì ngày hôm nay họ đã trả lại và bắt đầu vào đó thay vào đó là các cái mã cổ phiếu đến từ nhóm ngân hàng và à, đến từ một cái mã cổ phiếu của họ nhà cao su anh chị nha đó thì đây là những góc nhìn của thị trường trong phiên ngày hôm nay và anh chị thấy trên biểu đồ nhiệt thì anh chị thấy là DG có những phiên dao uh, động đâu đó với lại vùng thấp nhất là 23.4 gần giá sàn anh chị nhưng mà cũng phiên đấm nến ở vùng 3.99% này một số mã cổ phiếu khác của nhóm bất động sản như DG cũng có một mức độ giảm nhẹ 0.94% một số mã cổ phiếu khác như TCH rồi uh, Nam Từ Liêm rồi uh, KDH và một số mã cổ phiếu khác đều trong những sức giảm gì nha. Đến phiên chiều thì sau những hoạt động khá tích cực và mặt vận động thì bắt đầu các mã cổ phiếu của nhóm chứng có những mức độ hồi phục nhẹ. Trong nhóm bất động sản trong dịp này thì anh chị chú ý giúp em về mã cổ phiếu BDR. Như hôm trước em có chia sẻ và trao đổi với anh chị về hai cái mã cổ phiếu ứng cử cho anh chị nhà đầu tư vừa mặt vận động của cái mã cổ phiếu với kỳ vọng sẽ mang lại cho anh chị nhà đầu tư cái biên độ lợi nhuận tốt trong nhóm bất động sản tấp dưới thì đã có cái mã cổ phiếu BDR anh chị nha. BR và DG thì trong những phiên gần đây khi mà em theo dõi diễn biến của hai mã cổ phiếu này thì hiện tại BR đang cho những cái trạng thái À, vận động nó tích cực hơn nên là trong thời gian tới chúng ta sẽ theo dõi cái vận động của mã cổ phiếu này. Rồi các nhóm khách thì anh chị thấy là HSG và NKG trong phiên ngày hôm nay cũng có những mức độ áp lực tương đối nhưng mà của phiên thì cũng có những mức độ hồi phục lên khá tích cực và trong nhịp hiện tại thì giữa hai cái mã cổ phiếu NKG và HSG thì NKG nó đang cho những phản hồi tích cực hơn rất nhiều so với mã cổ phiếu HSG nha anh chị nha Rồi hôm nay điện thì có Bao anh chị, công à, nghiệp thì có HBC và hàng tiêu dùng thì có mạo phiếu HAG thì anh chị thấy là với mạo cổ phiếu HAG một cái kèo mà em đã có chia sẻ qua trao đổi với anh chị ở trong thời gian trước đó thì trong phiên ngày nay đã cho những trạng hồi khá tích cực và một cây gọi là tăng tím trong phiên sáng và đến phiên chiều gặp những áp lực và đám nến hơn 4,7% thì uh, với những diễn biến đóng nến như này nó cho một trạng thái xác nhận hay đáy khá tích cực thì mình sẽ không chờ những diễn biến cũng như là những mức độ tăng điểm của mạo phiếu này trong thời gian sắp tới nha anh chị nha. OK rồi về mặt vận động của thanh khoản thì phiên ngày hôm nay thanh khoản có sự gia tăng hơn so phiên ngày hôm trước ngày hôm trước thì đâu đó hơn 10 À, ngày hôm nay thì đạt giá trị hơn 16.330 tỷ đồng và anh chị thấy là trong buổi sáng nó có cái mức độ thanh khoản sụt giảm so với ngày hôm trước nhưng mà sau những áp lực rung lắc của thị trường vào cuối phiên sáng thì bắt đầu thanh khoản nó bung lên cũng như là cái lượng bán ra nhiều và cái lượng hấp thụ lại cái lượng hàng đó cũng nhiều nên là thanh khoản có dấu hiệu bung lên và nó duy trì cho đến cuối phiên chiều nhanh vậy nha Về mặt vận động của khối ngoại thì khối ngoại hôm nay là tiếp tục cái phiên thứ sáu liên tiếp họ mua rồng à, họ bán rồng với giá trị mua trừ bán là âm 113.63 tỷ họ liên tục kê ra mà cổ phiếu HBG bán với 186, À, 82 tỷ bán HSG với 73.55 tỷ cho riêng chị ha rồi à, bán VHM bán HDB VB và một số mặt cổ phiếu khác họ mua lại FPT 139 tỷ mua những phiên ở đây anh chị ha mua VNM mua SSI MSN, BDR và một số cái mặt cổ phiếu khác nữa Ok đó là về mặt hoạt động à, thì anh chị thấy là với cái diễn biến của à, nhóm chứng khoán trong phiên à, nhóm bất động sản trong phiên này thì có cái mã cổ phiếu về bất động sản đó là mã cổ phiếu DIG anh chị ha DIG đây giảm sang sau khi có giám sát thanh tra về hàng loạt sai phạm này bộ xây dựng liên quan về sai phạm cổ phiếu cổ phần hóa thái vốn của DIG thì những cái tin này thì anh chị biết rằng là cái quá trình này nó cũng đã khá lâu rồi thì là bây giờ họ môi lại để làm việc tín đạt thôi anh chị có thấy rằng ở trong thời gian trước đó với mã cổ phiếu tơ sát đúng không ạ với mã cổ phiếu tơ thì nó cũng đã có những thông tin về việc điều tra nhưng mà sau đó thì tơ xác duy trì giữ nhịp công bằng và có những bước hồi phục khá tốt thì có thể trong thời điểm hiện tại mà cổ phiếu DG cũng có những tín hiệu À, gọi là áp dụng cái bài kiểu như vậy nha anh chị nha nên mình sẽ cùng theo dõi sau những cái tin xấu này cái vận động của mã cổ phiếu nó như thế nào thì anh chị thấy rằng là đối với mã cổ phiếu DG thì sau những quá trình gọi là tiếp cận lên cái vùng MA 50 và duy trì quanh cuộc này thì hôm nay mới gặp tin xấu và nó đạp về lại cái vùng MA 20 và khi mà về lại vùng MA 20 này có lùng qua một xíu nhưng mà sau đó cố gắng rút chân về trở lại đóng đến trên vùng MA 20 là những diễn biến ổn thì anh chị có thể tiếp tục theo dõi cũng như là à, tìm những cái điểm mua của mã cổ phiếu DG trong thời gian phiên ngày mai hoặc là những phiên tiếp theo anh chị nha thì ngày hôm nay em có kê cho anh chị nhà tư trong room hệ thống khách hàng của mình về một số cái điểm mua của một số mặt cổ phiếu còn đương nhiên rồi tối nay em sẽ à, kê cho anh chị về những cái mặt cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm đối với các mặt cổ phiếu à, bất động sản ha à, rồi ok rồi à, đó là về cái góc nhìn của mặt thông số trong phiên hôm nay cùng về mặt đồ thị thì sao ạ về mặt đồ thị thì anh chị thấy là trong thời điểm hiện tại vn index vẫn đang ở trong một cái à, trạng thái tích lũy khá là yếu trong một cái xu hướng đang đang chuyển đổi anh chị nha một cái xu hướng đang chuyển đổi xu và khu vực này và với trạng thái chuyển đổi như thế này thì vn index vẫn đang tiếp cận vào cái vùng kháng cự là biên trên 1289 và ở cái đỉnh cũ là vùng 1306 thì vn index đang có những trạng thái tích lũy ở khu vực này và với trạng thái tích lũy yếu cái biên độ càng ngày càng siết lại ở đây thì anh chị thấy là đây là một diễn biến tích lũy cũng khá là tích cực về mặt cấp độ của thị trường khi mà chạm vào vùng kháng cự và cố gắng neo vùng kháng cự này rất tốt tuy nhiên thì cái vùng chờ đợi mà về an đã nói với anh chị nhà đầu tư đó là cái vùng 1260 vẫn là vùng mà chúng ta chờ tuy nhiên trong những thời gian vận động của những phiên tiếp tới theo dõi cái vận động của thị trường nếu thị trường có những diễn biến tích cực và có những trạng thái neo giá nhưng các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành đã cho những trạng thái vận động rung lắc và điều chỉnh trước thì chúng ta sẽ mở vị thế mua trước nhanh chị nha ví dụ như trong ngày hôm nay khi mà các mã cổ phiếu của nhóm bất động sản cho những trạng thái rung lắc thì chúng ta sẽ có những vị thế mua trước đối với các cái mã cổ phiếu này thì nhóm nào rung lắc trước thì nó sẽ đạt trạng thái công bằng trước và đi lên trước còn nhóm nào uh, rung lắc sau thì công bằng sau và đi lên sau nha anh chị nha thì mình cứ tập trung vào các cái mã cổ phiếu nhưng mà vẫn cứ trên góc nhìn của thị trường thì mình vẫn chờ những điểm Rung lắc và lại một thì đó là những điểm giá khá là ổn của thị trường để có thể là có những điểm tham gia vô à, về những vị thế mới thì lúc này các cái mã cổ phiếu cũng có thể sẽ có những vị thế giá tốt hơn đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà không về lại được mà neo giá dự giá trên cuộc này thì chúng ta sẽ mua cao hơn một xíu nhanh chị nha. Nhưng mà dù ở trong giai đoạn hiện tại thì góc nhìn vẫn là chờ chỉnh để mua nhanh chị nha. Mình sẽ chờ điểm rung lắc và lại cuộc này để mua và anh chị thấy là ở trong phiên ngày hôm nay thì cái mức độ cân bằng của thị trường đã nâng lên một xíu rồi nha anh chị và bắt đầu từ phiên ngày uh, mai là thứ năm ngày thứ sáu thì cái mức độ cân bằng nó sẽ được có thể sẽ nâng lên đâu đó vùng 1247 và sau đó tích cực thị trường sẽ có những trạng thái rung, uh, tích lũy và tạo ra những trạng thái cân bằng mới đâu đó trong vùng 1279 thì diễn biến sẽ tích cực hơn rất nhiều thì anh chị thấy rằng ở trong thời gian qua khi mà thị trường có những trạng thái cân bằng duy trì mức độ cân bằng ở khu vực này thì khi mà cái cái đường cân bằng động này nó cân bằng lên thì lúc này nó tạo ra một cái động lực cũng như là xung lực hỗ trợ cho thị trường có thể có những mức độ tăng điểm tốt hơn tuy nhiên nếu mà thị trường không tận dụng được tốt cái nhịp tăng điểm đó thì họ có thể sẽ bước vào trong những nhịp sau quay đỉnh và cái điều này nó đang diễn ra với thị trường trong khung H1 nha anh chị nha. Rồi, Và mặt diễn biến vận động ngắn hạn hơn trong khung M15, 15 m thì chị thấy là trong giai đoạn hiện tại là cái biên độ vận động của thị trường đã đang có những trạng thái siết lại và cái vùng cân bằng cũng như là hỗ trợ sâu của thị trường đang nâng lên từ vùng 1256 nâng lên vùng 1275 và sắp tới nó sẽ nâng lên vùng 1277 cho tới vùng 1279. Thì đây sẽ là những vùng cân bằng và nếu VN Index phá vỡ qua khỏi cái vùng cân bằng, phá vỡ qua vùng hỗ trợ trong ngắn hạn như thế này thì cái vùng 1260 hoàn toàn có thể sẽ sẽ về tới nên là anh chị hãy uh, chú ý về cái vận động này của thị trường nha anh chị nha chú ý vào động về những cái chiều rung lắc cũng như là chiều rơi của thị trường và cái điều này thì chúng ta đã trao đổi với nhau rất là nhiều ở trong cái thời gian trước đó rồi nha anh chị và cái bây giờ thì chúng ta sẽ đợi thêm thôi chứ cũng không có những những biến gì mới ở trong giai đoạn này bởi vì anh chị thấy là từ khi chúng ta đề cập với nhau về cái vùng 1260 thì vận động của thị trường nó vẫn đang ở trong cái biên tích lũy như thế này nha anh chị nha rồi, à, uh, như vậy thì chúng ta sẽ cùng đi vào với nhau và những góc nhìn cũng như là những cái nặng nhận định của hệ thống khách hàng trong phiên ngày hôm nay thì anh chị thấy là trong phiên ngày hôm nay thì với cái góc nhìn của quần định nhận định của trong rung khách hàng thì em có nói với anh chị nhập tư đó là thị trường vẫn đang ở trong bộ trạng thái tích lũy trong bộ xu hướng giảm thôi và hỗ trợ là vùng 1236 1255 kháng cự là 1289-1306 và vn tiếp tục có những cái phiên kiểm tra vào vùng chặn lại ngắn hạn là 1236, 12 12373 1276 gì nha và rút chân tích cực hiện tại xung lực tăng trong khung đợt một đang yếu nhưng mà vn index giữ nhịp và, và tạo ra một vùng tích lũy dưới kháng cự là một diễn biến tích cực sau khi hôm nay động lực sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với mức công bình động càng ngày càng tăng lên đó là trường hợp lúc này em có nói với anh chị ha cái vùng mục tiêu chờ mua mới cũng như gia tăng là ở vùng 1250 vẫn kiên định với vùng này và tuy nhiên nếu mà các phiên tới vn không có sự rung lách mà duy trì cái mức độ tích lũy ngắn đang thiết lập thì sẽ xem xét mua ở vùng rung lắc biên dưới nha chị nha rồi các vị thế có giá bất lợi thì vẫn ưu tiên cho cái việc là mình mình bán ra mình thu sức mua về và à, có giá tốt mình sẽ mua cân lại để mình hạ giá vốn xuống nha anh chị nha đấy là nói với anh chị nhau tư đang kẹp những vị thế giá chưa tốt ha rồi anh chị thấy là về cái mặt vận động ở trong phiên ngày hôm nay thì nó chủ yếu là như vậy thôi và anh chị thấy là xuyên xuống như vậy thì um, những cái trạng thái rung lắc của các mạo phiếu thì mình sẽ ưu tiên cho các cái vận động mình à, mã nào rung lắc trước thì mình sẽ mua trước nha anh chị mã nào rung lắc sau thì mình mua sau thì bây giờ em sẽ cùng với các anh chị và anh sẽ cùng với các anh chị đi vào các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành ha đầu tiên vẫn nói với nhau về các mã cổ phiếu nhóm ngân hàng nha anh chị nhóm ngân hàng thì hôm nay có một diễn biến khá là tích cực về mặt dự điểm của các cái mã cổ phiếu về phiên chiều đặc biệt là trong phiên sáng có những phản hồi khá tích cực về mặt vận động của mã cổ phiếu MSB thì đối với mã cổ phiếu MSB này thì xuyên suốt trong những thời gian trước đó em có nói với mọi người đó là cái vùng 12 cái vùng 12 sẽ là những cái vùng giá mà mình sẽ hướng tới tuy nhiên khi mà nó về lại vùng kháng cự này nếu mà anh chị muốn bán ngắn thì có thể bán được và trong giai đoạn hiện tại nó có những nhịp rung lắc trở lại thì nếu mà anh chị gia tăng được có thể đánh vào vùng 12 nha còn cái phiên đã buôn lên như thế này rồi thì mình không mua đuổi nữa nha anh chị nha rồi về hai cái mã cổ phiếu trụ đó là BID và VCB thì cũng đang có những trạng thái rung lắc và cân bằng ở khu vực này thì anh chị thấy đối với mã cổ phiếu BD đây là một cái mã cổ phiếu mà anh chị cần phải chú ý ha một cái mã cổ phiếu trụ mà anh chị cần phải chú ý bởi vì sao bởi vì sau một quá trình tích lũy và họ đánh vào trong những cái nhịp tăng giá của xu hướng à, tăng thì bắt đầu họ có những trạng thái rung lắc vừa lại cái vùng cân bằng và tích lũy và cân bằng lại được quanh vùng cân bằng đó sau đó có một pha đánh lên như thế này để phá vỡ qua những vùng cân bằng ngắn đó thì có những tín hiệu tích cực vừa mặt xác nhận đáy trung hạn tiếp theo của BD như vậy thì với vận động như này những cái trạng thái rung lắc của BD sẽ là cơ hội tốt để anh chị có thể có những vị thế gom hàng và kỳ vọng cái nhịp đánh mới của mạng phiếu BD anh chị nha đó rồi mã phiếu VCB cũng tương tự như vậy nha anh chị mà cổ phiếu này nó đang duy trì những trạng thái gọi là tăng ở trong các khung luôn à, tăng trong các khung luôn từ khung, khung, lớn cho tới khung nhỏ hơn nha anh chị nha như vậy thì những vì thế mà test lại đây là những cơ hội tốt để anh chị có thể có những điểm vào đối với các mã phiếu trộn này tuy nhiên thì về nhóm ngân hàng thì em đang có sự tập trung cho các mã phiếu như là MBB nha anh chị nha MB là một cái mã phiếu mà em đang có sự tập trung khá là nhiều ở trong giai đoạn hiện tại và xuyên suốt và có nói với anh chị nhà từ những vị thế mà anh chờ rung lách trở lại để mua khoảng hai ba trăm nha rồi các mã phiếu như là acb này cũng đang có những vận động tích lũy khá tích cực ha rồi uh, msb thì nói rồi ha bdtbb thì đang cố gắng vận động quanh cuộc này thì nhịp này hiện tại thì sau những phản hồi khá tích cực của tbb quanh khu vực này thì hiện tại tbb đang có những dấu hiệu chứng lại thay cho vào đó đó là mã phiếu msb đang cho những phản hồi tích cực hơn uh, về các mã phiếu mạnh chị có thể chú ý đó là mã phiếu CTG mã phiếu Steger cũng là một cái mã phiếu mà anh chị cần phải chú ý ở trong cái uh, nhóm ngân hàng nha anh chị nha trong nhóm ngân hàng bởi vì mã phiếu này bắt đầu nó đạt những tín hiệu vừa mặt vận động của giao kiếm hội tụ rồi này đó và nó có những trạng thái đánh bật lên và với những cây gọi là thanh khoản và có dòng tiền vào thì đây mình đang chờ những tín hiệu đánh bật bất lên tiếp theo của mã phiếu này bởi vì mà phiếu này nó đang cho những diễn biến khá tích cực như vậy thì nhóm ngân hàng ở trong giai đoạn hiện tại thì anh chị có thể để ý thêm vào trong danh mục của mình một mặt phiếu nữa đó là mặt phiếu CTG nha anh chị nha thì những cái biến độ rung lách và lại vùng giá 34 4 ít đây sẽ là những vùng giá tốt còn nếu mà nó tích cực nó về lại được vùng 33 3 ít thì càng tốt nha anh chị nha tuy nhiên thì cái việc mà giữ được tốt trên vùng 34 thì nó sẽ khỏe hơn cho cái động lực phía sau đó À, VB thì đang gặp cản thôi TCB hôm nay có những tín hiệu vượt cản và đang cố gắng tích lũy lại cuộc này thì TCB nó đang có những cái trạng thái hoạt động tương đối giống với mã cổ phiếu CTG tuy nhiên nhịp này họ đang yếu hơn so với mã cổ phiếu CTG nha anh chị nha rồi EB thì đang tích lũy quanh đây thôi vùng 18 chấm ít vẫn là vùng giá mà anh chị có thể cho mua này à, SHB cũng đang cố gắng những cái quá trình tàu đáy cuộc này à, có thể chờ dài hơn STB cũng đang có những trạng thái tích lũy trở lại và cân bằng ở trên cuộc này. Nếu mà quá trình cân bằng này đang đợi cho cái đường kijun này đi lên, anh chị nhé. Cái vùng cân bằng đầu đó quanh 29, x thì có cơ hội để đánh bật lên khi mà nó vượt qua được cái vùng giá 31. ha Thì anh chị có thể chú ý về mặt cổ phiếu STB khu vực đó như vậy thì ở trong giai đoạn hiện tại chúng ta nhìn thấy về các cái vận động của các mặt cổ phiếu ngân hàng đa phần ở trong mạch vận động của trung dài hạn của các mặt cổ phiếu ngân hàng đều trong những cái trạng thái là tăng anh chị ha trong những cái xu hướng gọi là tăng ờ, nên những cái nhịp rung lách lại đây là những cơ hội rất tốt và cái cơ hội để cho cái nhóm ngân hàng sẽ là cái nhóm tiếp tục dẫn sóng cũng như là cái kỳ vọng dẫn sóng của nhóm ngân hàng trong thời gian sắp tới nó nó đang được thể hiện nhanh anh chị nha nó đang được thể hiện ở điều này nên là anh chị có thể chú ý về cái vận động này của thị trường nha của mã cổ phiếu của nhóm ngân hàng còn anh chị thấy rồi giống như hôm trước em có nói với anh chị nhau tư khi mà đi index có những cái trạng thái gọi là uh, bứt thoát lên vào ngày phiên ngày 16 tháng 8 thì uh, cái điều mà em nói với anh chị nhau đầu tư đó là chúng ta sẽ đợi cái vận động của thị trường sau cái pha rung lắc này đó là gì nha anh chị nha sau cái pha bứt thoát này là gì nhóm ngành nào sẽ là cái nhóm ngành mà cho những cái diễn biến tích cực để mình tìm ra một cái nhóm ngành dẫn kỳ vọng nhóm đó sẽ dẫn thị trường bước vào những cái nhịp tăng tốt và trong giai đoạn hiện tại tính tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có một nhóm nào là nhóm dòng nhận cả nha nha chưa có một nhóm nào là nhóm nhận, nhận mà chỉ có đâu đó những cái nhóm nó đang cho những diễn biến khá là tốt hơn so với mặt bằng chung như là nhóm ngân hàng mà em vừa chia sẻ qua trao đổi với anh chị nhà đầu tư à anh chị ha thì anh chị có thể chú ý vào vận động này của các mã cổ phiếu nhóm ngân hàng nha sẽ vào mặt trung hạn và hạn thì nó đang ở trong những cái xu hướng tăng đó tích cực rồi đây là những nhịp rũ trong ngân hàng thì à, cái việc mà tích lũy gần đến như này cái quá trình đánh lên nó sẽ khá là ổn thì mình sẽ cùng chờ cũng như theo dõi thêm của cái nhóm này nha anh chị nhé. OK tiếp theo là các cổ của nhóm chứng khoán. Thì anh chị thấy rằng ở trong nhóm chứng khoán ở trong thời gian vừa qua thì à, khi mà thị trường có những trạng thái đánh bật lên đúng không ạ? À? Thị trường có những trạng thái đánh bật lên thì vừa ăn cũng đã có những cái điểm của là trao đổi với anh chị nhà tư về cái mặt hoạt động của nhóm chứng khoán ở trong thời gian trước đó về những cái điểm mua vào à, phiên ngày. 7 tháng 8 cũng những đi mua canh để mua FTS này và bị thì anh chị thấy là những mô hình cũng như là những đi mua chúng ta đã kê rất rõ với nhau cũng như là những diễn biến và kỳ vọng đối với nhóm này thì hiện tại các mẫu phiếu nông đang hoạt động tương đối tích cực và tương đối giống với những cái mẫu hình mà chúng ta đang kỳ vọng với nhau ở đây thì cái việc mà vừa các mẫu phiếu nhóm chứng khoán hoạt động như vậy thì anh chị thấy là ngày hôm nay thì vợ an cũng đã có báo với anh chị nhau tư tiếp tục canh mua lại đối với các cái mẫu phiếu thì bây giờ cái góc nhìn của bạn đã đã có một chút cái sự thay đổi về hai cái mạo phiếu chiến lược trong cái nhóm ngành của nhóm chứng khoán thì em có kê cho anh chị nhà đầu tư trong trung của mình đó là trước đó là mã phiếu CTS và FTS thì những mã phiếu này mình đã có những vị thế khớp hàng và có những vị thế chốt thì bây giờ mình đang canh trở lại tiếp theo đối với mặt phiếu FTS anh chị nha và bổ sung lại một cái mã phiếu đó là mặt phiếu hsm đó thì với cái vị thế như này để anh chị có thể có những điểm mua và anh chị thấy rằng với phản ứng của mã phiếu hsm trong phiên này thì hsm đang cho những phản ứng khá là khỏe và vàng vẫn không có vội đuổi giá đối với mặt cổ phiếu HCM nha anh chị nha và anh đang chờ mặt cổ phiếu HCM có những cái trạng thái rung lắc về những vùng bên dưới để có thể có những điểm mua lại sau về lại cái vùng canh mua thì mình sẽ mua lại sau nha anh chị nha còn về các cái mặt cổ phiếu khác ở trong nhóm chứng khoán thì cũng như là hỗ trợ cho các anh chị về các cái cổ phiếu để anh chị có sự chủ động cũng như là sự quan tâm của anh chị về từng cái mã cổ phiếu anh chị sẽ chọn được cho mình cái mã cổ phiếu anh chị yêu thích ngồi hai cái mã cổ phiếu mà về ăn có sự lựa chọn như là phân tích cho anh chị nhà tư ở đây thì có các mã cổ phiếu như VSI, VSI, rồi VDS, BVS Bldss MBS là những mã phiếu mặt về cơ an. cho anh chị những cái điểm à, thông báo cho anh chị những cái điểm chờ mua những điểm kết lộ cũng như là những điểm chốt lời đối với các mã phiếu này và trong này có mã phiếu v... BVS anh chị ha và anh có nói với anh chị nhà đầu tư đó là đầu tư đầu cơ cao thì ưu tiên cho mã phiếu này đó đầu cơ cao thì ưu tiên cho mã phiếu này anh chị nha thì đây là những cái tín hiệu đã cung cấp cho hệ thống khách hàng ở trong phiên ngày hôm nay và, và đang chờ những cái tín hiệu này nó đạt được những cái điểm mua thì sẽ báo cho anh chị nhà đầu tư khách hàng của mình khớp ha thì mình sẽ cùng đi vào các mã phiếu của nhóm chứng khoán nha anh chị nha đầu tiên là VND thì hôm nay anh chị thấy là nó đang về lại cái vùng cân bằng đâu đó quanh vùng giá 15.1 và có những sự rút chân lên thì diễn biến khá tích cực bây giờ cản của VND sẽ là vùng giảm 16 16.3 chị nha, vượt được vùng này thì VND sẽ ổn. SSD thì đang chạm cản ở vùng giá 34.4 và hôm nay có những nhịp rung lắc trở lại đúng không ạ? Rung lắc trở lại có luôn qua cái vùng hỗ trợ ở đây nhưng mà SA trong phiên đã có những trạng thái kéo lên khá là tích cực và hiện tại đang có một số thông tin lan truyền về cái mặt vận động cũng như là những cái hoạt động của các mã cụ. Của của các công ty chứng khoán về việc nâng cấp cũng như là thử 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 nghiệm cái vấn đề gì đó nên là SI hôm nay được kéo khá là tốt anh chị thì nhưng mà cái lực kéo trong giai đoạn hiện tại thì vẫn chưa nôn vội anh chị ha chưa nôn vội với mà cổ phiếu này bởi vì nó vẫn đang gặp những vùng cản và nó với cái dịp kéo phiên ngày hôm nay thì cái bảo phiếu nó chưa vượt qua được vùng cản nên là mình vẫn chưa vội với mặt cổ phiếu này nha, anh chị nha rồi SHS cũng đang có những trạng thái cố gắng có bằng lại ở trên vùng lăm 15, 16 anh chị chị nhá à VX hôm nay cũng có những nhịp nhúng lại vùng 11.x và có những phản hồi rất tốt với mặt bằng động này. Hiện tại VX nó còn phải vượt qua được cái vùng giá 12.3 để xác nhận những cái tín hiệu tích cực hơn để xử lý cả vùng 12.9 cho tới vùng 13.8. ASM thì hôm nay khá khỏe anh chị và đang chờ vùng bên dưới tuy nhiên thì họ đang có những trạng thái tích lũy vực này thì bây giờ nếu mà đối với HSM thì cái gì cũng phải có những quá trình tích lũy lại khá là chặt ở trong cuộc này thì mình mới có những điểm mua được nha vậy nha thì mặc dù là chúng ta đang có những cái điểm chờ đối với mạo phiếu HSM nhưng mà không vì thế mà mình mua vội nhanh chị nha bởi vì cái diễn biến ở đây vẫn là một cái trạng thái khá là yếu của mạch vận động nên là uh, và đang tiếp cận cản nữa nên là mình sẽ chờ đợi nhanh chị nha chờ đợi những cái trạng thái rung lắc xuống về vùng mua thì mình sẽ mua nhanh vậy nha rồi các mạo phiếu như là uh, MBS cũng đang có những trạng thái tích lũy tốt đây, vừa đang chờ vùng bên dưới này. Ở FTS cộng vậy này đang chuẩn bị về tới vùng mua nha anh chị nha những vùng hỗ trợ quanh 41 anh biết đây sẽ là những điểm giá mà anh chị có thể chú ý được CTS thì đang ở trong vùng mua anh chị ha đang ở trong vùng mua cái vùng mà vàng đã có trao đổi như là chia sẻ với anh chị trong thời gian trước đó đây anh chị có thể thấy được là về cái diễn biến của mã phiếu CTS đúng không ạ CTS đây là cái đây đây là cái điểm giá mà vàng đã trao đổi với, với anh chị cho tư đây là những cái mẫu hình mình vẽ đầu tiên anh chị nha đây là À. đây, là cái mẫu hình đầu tiên mà bạn vẽ cho anh chị nhà tư ha anh chị thấy không ở đây rất giống ha đi lên và đi xuống ở cuộc này đang tái tích lũy lại đây thì bạn đang thấy là nó đang có những trạng thái tích lũy như thế này giống như những điều mà mình đã dự phóng cho anh chị trong thời gian trước đó thì với cái trạng thái mà dự phóng như này thì đang chờ những cái kết quả ở đây thì việc mà anh chị có thể canh mua đối với mạo phiếu ở quanh cuộc này là hoàn toàn có có thể được nha anh chị nha nên là anh chị nào quan tâm về mạo cổ phiếu CTS thì có thể chú ý ở trong giai đoạn này, ok ha. Rồi các cái mã cổ phiếu khác như là BSI cũng đang cho những trạng thái tích lũy của cuộc này khá là ổn này, thì anh chị có thể cân nhắc những nhịp trong lát xuống thì có thể gom thêm à, hoặc là mua mới. BVS là một cái mã phiếu đang cho những tín hiệu về lại vùng mua nên là đối với anh chị nào quan tâm cũng như là có mức độ đầu cơ cao thì có thể tập trung vào mã phiếu BVS nha anh chị nha. Mã này một lần biên độ tăng thì còn đâu đó là à, 8%, 10% nên là à, anh chị có thể chú ý ha, 9%, phần trăm, chín một biên độ dao động khá lớn nên là anh chị canh những gì mua tốt thì mình sẽ có được những cái vùng giá tốt VDS cũng có những điểm giá ổn nếu quay trở lại vùng cân bằng khoảng 20.8 rồi một số cái mã phiếu như là VSI cũng đang có những trạng thái rung lắc và vừa ăn đang chờ nó về những điểm mua anh chị nha. Điểm mua thì đã kê cho anh chị nhau từ rồi. Thì giờ mình giờ chờ để nó quay trở lại vùng mua để mình mua nha anh chị nha. Còn về mặt vận động thì trên này là báo anh chị bán rồi đúng không à? ạ? Báo anh chị bán rồi. Có những điểm bán thì nó hơi sớm một chút, có những điểm bán thì nó còn còn được giá tốt nhưng mà dù sao mình cũng chuẩn bị cũng như là thu được cái sức mua về cho anh chị có thể mua lại những vùng như thế này ok nha anh chị rồi tiếp theo tiếp theo thì uh, đối với các cái mã cổ phiếu của nhóm bất động sản thì với các mã cổ phiếu nhóm bất động sản thì anh chị thấy là trong thời gian vừa qua thì vào phiên ngày uh, 16 tháng 8 bạn anh đã trao đổi và chia sẻ trao đổi với anh chị nhau tư về những cái điểm mua của các cái mã cổ phiếu nhóm bất động sản đúng không ạ cũng như là các cái mã cổ phiếu nhóm chứng khoán mình mua gia tăng thêm về các mã cổ phiếu này và sau đó thì nó đạt về những vùng chốt lời thì có báo với anh chị những điểm chốt ngắn và kê thêm cho anh chị những vùng giá cao hơn các mã phiếu nhóm bất sản để anh chị có thể là canh chốt trong cuộc này thì liên tục ở trong những livestream cũng như là những video liên tục nhắc lại với anh chị nhà tư về những điểm chốt thì hiện tại anh chị nào đã chốt hàng được rồi thì canh cái nhịp rung lắc này của các mã phiếu bất động sản mình sẽ canh những điểm mình mua là sau nha anh chị nha mình canh những điểm mua lại thì trong phiên ngày mai thì sẽ cung cấp cho anh chị nhà tư ở trong đông khách hàng trong hệ thống khách hàng và những điểm mua các mã phiếu nhóm bất sản thì anh chị thấy là ví dụ HDG này những trạng thái công bằng quanh vùng 27.x sẽ là những điểm giá ổn này DG cũng về lại gần vùng mua rồi anh chị nha để chứ tương tự như vậy nha anh chị đó mình đang chờ những điểm mua ở khu vực này rồi uh, BDR sell cũng tương tự như vậy anh chị nha những trạng thái rung lắc của các mã phiếu này sẽ là những điểm giá ổn về lại cái vùng mua mà anh chị cần thể chú ý được hôm nay thì BDR khá là khỏe anh chị ha nó có một trạng thái nhúng về lại cái vùng gáp ở đây luôn họ cố gắng giữ gáp ở khu vực này và và rút chân lên thì với những trạng thái ở đây thì đây là một cái điều gì đó rất là khỏe với mã phiếu BDR nên là trước đó em có nói với anh chị nhau tư đó là giữa mã cổ phiếu BDR và DG đây là hai cái mã cổ phiếu mà ứng cử nha anh chị nha ứng cử cho cái vị thế gọi là uh, mang cái 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 điểm giá uh, mang cái điểm gọi là uh, lợi nhuận tốt nhất cho anh chị nhau tư anh chị ha đấy em có quẹ ở đây cho anh chị nhau tư này anh vào ngày 20 tháng anh chị đó, vào ngày 28 20 tháng 8 anh chị ha vào lúc 9 10 này em có khoanh cho anh chị nhau tư này để và BIR BDR hai mã cổ phiếu mà mình ứng cử sẽ mang lại biên độ lợi nhuận tốt cho anh chị nhau tư ở trong các cái mã cổ phiếu tập dưới và trong những video vừa qua thì vợ An cũng đã nói với anh chị về những mã phiếu này rồi ha còn ngày hôm nay thì có cũng nhắc lại với anh chị một lần nữa đó là mã phiếu tập trên đúng không ạ mã phiếu tập trên KDH thì ngày hôm qua mới cập nhật với anh chị xong thì nó không có những cái nhịp chạm về lại vùng hỗ trợ 36 mươi ở đây và bắt đầu có những trạng thái kéo rút chân lên thì điểm mua của KDH KDH trong những thời gian tới cũng tương tự như vậy anh chị nha 36 36 mươi sẽ là điểm mua giá tốt cho anh chị nhà tư về cái mã cổ phiếu này ok rồi tiếp theo đó là về các cái mã cổ phiếu của nhóm bán lẻ thì các mã phiếu nhóm bán lẻ thì trong thời gian trước đó anh có nói với anh chị nhà tư và anh có nói với anh chị nhà tư là về các cái mã phiếu này đang kỳ vọng có cơ hội cho một cái nhóm ngành dẫn dắt nhưng mà anh chị thấy rằng sau một pha vừa rác lên cũng như là bật tăng lên thì họ tích lũy trở lại và bắt đầu có những pha điều chỉnh và rung lắc về lại như thế này thì cái quá trình để dẫn dắt đó chúng ta cần phải có những cái điểm gọi là đánh giá trở lại nha anh chị nhá đánh giá trở lại để mình kỳ vọng cũng như là xem xét dữ liệu đó còn ở trong giai đoạn hiện tại xét về nhóm ngành chung thì cái mặt hoạt động của các cái mạo phiếu như là bnz này thì đang về lại vùng mua rồi nè uh, FLT cũng đang về lại vùng mà anh chị có thể mua được nhé rồi DG cũng đang cân bằng và rung lách trở lại đâu đó vùng 58 x sẽ là vùng mà anh chị có thể xem xét mua BT thì sau quá trình mình bán quanh vùng 29 thì nó đã rung lách với lại cuộc này để anh chị có những vị thế mua mua gia tăng trở lại trong nhóm bán lẻ này thì có mạo phiếu mà WG đang là mạo phiếu khỏe nhất nha anh chị nha đang là cái mạo phiếu khỏe nhất mà anh chị có thể chú ý trong những dịp rung lắc của nhóm này trong thời gian sắp tới và à, đặc biệt là mạo phiếu MWG để anh chị có những điểm mua vào nha. Còn đối với room khách hàng, hệ thống khách hàng của Vệ An thì hiện tại họ đang có những cái điểm gọi là à, nắm giữ rồi, à, nắm giữ và chốt lời một phần quanh đây rồi và đang canh mua lại quanh vùng 100 đúng không ạ? Chốt lời quanh 109 và mua lại quanh vùng 100 102 đây nhanh anh chị nha. Thì mình sẽ không chờ đó. Thì sắp tới nếu mà ổn thì mình sẽ giữ tiếp mà không ổn thì mình sẽ cơ cấu tiếp gì nha anh chị Cơ cấu tiếp còn ở đây thì nó vẫn đang ở trong một cái mạo cổ phiếu nó cho dấu hiệu về những cái diễn biến gọi là à, giao kiếm hồi tụ nên là vẫn là một trong những cái mẫu hình kỳ vọng để mang lại biên độ lợi nhuận. Ok, tiếp theo về nhóm vật liệu đầu tư công thì anh chị thấy là LCG vẫn đang có những trạng thái test lại vùng cân bằng khoảng 10 10.5 cộng trừ sẽ là điểm giá mà anh chị có thể chú ý được. À, FCN sẽ là vùng 12.x anh chị nha. VCG, VCG đang giữ tốt trên vùng 10, 18.8. Nếu mà rung lắc trở lại vùng giá 18 thì ổn ổn anh chị nha. Càng gần 18 càng tốt. DBG cũng đang có những trạng thái dự nhịp khá tốt này. DBG càng gần vùng giá 50 càng tốt nha anh chị nhé. BC1 thì càng gần vùng giá 28 này. Rồi CTD thì rung lắc lại đâu đó quanh vùng giá khoảng 62. GX thì đang chờ đấy anh chị khoảng vùng giá 21.1 nha anh chị nha. Đó là những cái mạo phiếu mà anh chị có thể chú ý. Nha thì quanh vùng giá khoảng 25 nha anh chị. Đó, nha thì quanh vùng 25. Về nhóm vận tải thì trong giai đoạn hiện tại thì giống như hôm trước xuyên suốt nói với anh chị rồi, những mạo phiếu mà chúng ta quan tâm chú ý đó là mã phiếu HAH quanh vùng giá 39.x này, rồi GMD thì anh chị có hàng bán rung lắc ra lại khu vực này thì anh chị cần càng, càng gần vùng 76 77 thì mua nó lợi hơn BBT thì quanh vùng 28.x nha anh chị nhé à, HHV thì đang gần những cái vùng giá 11.x thì sẽ ổn 11.2 11.3 gì đó đó là các diễn biến ổn đối với nhóm này còn về nhóm thực phẩm thì anh chị thấy là HAG một cái keo mà ngày hôm trước em có chia sẻ em như là trao đổi với anh chị nhà tư về cái vận động của mạo phiếu Hai anh chị ha thì uh, nó đã cho ông những phản hồi khá tích cực trong phiên ngày hôm nay khi mà nhóm hàng về cho những diễn biến khá tốt anh chị đó cho những diễn biến khá tốt ha thì đây là cái kèo mà em trước em có chia sẻ và trao đổi với anh chị nhau tư thì hôm nay nó bật tăng như thế này là ổn rồi nha đó đây anh chị này kèo ngày hôm trước anh chị ngày 26 tháng 8 này đó có nói với anh chị nhà tư này có một cái cổ phiếu quen mà lạ là, là mà quen đang có tín hiệu mua anh chị nào nhận kèo thì cho vào bình luận số 1 nhé và rất nhiều anh chị À, nhận kèo anh à, vậy ha rất nhiều anh chị nhận kèo thì ngày hôm nay đó đã, đã có những phản hồi rất tích cực về mặt hoạt động của cái mã cổ phiếu này với một cây tăng tím vào phiên sáng và đến phiên chiều gặp áp lực của thị trường thì mã cổ phiếu nó có những trạng thái rung lắc như bình thường tuy nhiên ở trạng thái vừa qua được cái vùng biên như thế này là ổn rồi mình sẽ đợi những trạng thái test lại của mã phiếu này test lại thành công thì cơ hội bật tăng lên tiếp theo nó sẽ có nha anh chị nha nên là À, anh chị có hàng thì chủ động ha ngày hôm nay cũng có nhắn cho anh chị về những cái điểm mua uh, những cái điểm có thể là chốt ngắn rồi chia tỷ trọng và chốt ngắn ha rồi tiếp theo đó là về các cái mạo phiếu DBC ngày hôm nay có những trạng thái kéo lên cao tốt này những trạng thái rung lắc ngày hôm trước và lại vùng 27 x là những điểm giá ổn mã phiếu này thì em có nói với một người rồi đúng không ạ và nói mọi người rồi qua khu vực này nó vượt lên được là là ổn mà anh chị nha mà này cũng là một cái mã phiếu mà đang cho những giao kiếm hồi tụ này rồi mã cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu MSN, MSN hôm nay kéo khá tốt nhưng gặp áp lực với mã phiếu này thì anh chị canh rung lắc lại gần gần cái vùng 73 74 càng tốt nha. để mua càng gần 73 74 càng tốt. Lên 89 90 anh chị chốt ngắn được ha. Vinamilk thì uh, test lại đỉnh ở đây, test lại đỉnh ở đây, vùng 72 72.x. Nếu giá tốt là vùng 71 nha anh chị nha, 71 70.x. Ok, đó là về các mã phiếu nhóm bất sản. À, nhóm thực phẩm còn nhóm thép thì như lúc nãy về ăn có nói với anh chị rồi ha ví dụ như HBG đang ở trong những vùng mua và với những diễn biến như này thì anh chị có thể là có những vị thế giải ngân và ưu tiên đối với HBG là dài hạn đúng không ạ còn về mạng phiếu ưu tiên hơn đó là mạng phiếu top trên nha anh chị nha thì cái mạng phiếu này ngày hôm qua em có nói với anh chị rất kỹ rồi hôm nay mình có những pha gọi là đạp xuống nhưng mà rút chân lên về để mua thì vẫn chưa khớp anh chị chưa khớp nên là mình vẫn sẽ tiếp tục theo dõi mạng phiếu VS trong những phiên tiếp theo nha anh chị nha đó. rồi các mã phiếu như NKG hay HSG vậy hôm nay có những diễn biến với lại vùng mua này đó và NKG thì hôm nay nó cho những phản ứng có vẻ là tích cực hơn so với mã cổ phiếu HXG thì mình sẽ cùng tiếp tục theo dõi trong thời gian tới tuy nhiên trong nhóm này thì vẫn ưu tiên đó là uh, các cái mã cổ phiếu thấp trên nha nhỉ nha vẫn ưu tiên mã cổ phiếu thấp trên đó là mã cổ phiếu VGS nha nhỉ nha đây anh chị ưu tiên là VGS anh chị nha ưu tiên cổ tập trên VGS các cổ tập dưới thì em cũng kê đi mua à, cũng kê đi mua nhưng mà ưu tiên vẫn là VGS vẫn là tín hiệu chính nhanh anh chị nha giống như nhóm chứng vậy em à. chứng thì FTS và HSM các mạo phiếu khác thì có đi mua thì em vẫn nhắn cho anh chị đến chị nào cũng thích anh chị quan tâm về các mạo phiếu đó thì anh chị có thể chủ động để chọn ha rồi tiếp theo đó là về các cái mã cổ phiếu của nhóm uh, ô tô ô tô thì anh chị chú ý giúp về ăn cho mã cổ phiếu HAX à, nha anh chị nha HAX những những cái trạng thái rung lắc trở lại đâu đó quanh vùng giá khoảng 15.8 nha anh chị 15.8 15.9 này anh chị có thể vào được đối với mặt phiếu này à, bầu thì uh, của nhóm điện nước hôm nay có phần hồi lại khá tốt anh nhập bằng dự kênh khá ổn anh chị có thể tiếp tục nắm giữ BDP này những trạng thái cân bằng ở khu vực này sẽ là những điểm mua cho anh chị ha 43.x nha 43.x 43 44.x rồi về nhóm dịch may thì có TNG hôm nay gần cạn rồi bị bán ngược anh chị ha thì với một trạng thái tăng yếu như thế này thì anh chị thấy rồi cái việc mà kéo lên bị bán ngược là điều rất dễ hiểu rất dễ hiểu nên là đối với mạo phiếu TNG thì anh chị chú ý ha có kéo lên thì ưu tiên bán còn rung lắc trở lại thì mình mới mới đi mua nha anh chị nha VGT hôm nay chạm vào vùng cân bằng và có những trạng thái rút chân nếu mà rung lắc thêm khoảng 14 chấm thì càng tốt nha anh chị nha Giu này FTS ADS VDS may sông hồng nha anh chị may sông hồng thì những uh, những trạng thái rung lắc trở lại gần vùng giá 47.4 về nhóm dầu khí thì hiện tại có oi đang có những tín hiệu tích tốc tách tăng ở đây thì về mã cổ phiếu này ưu tiên giảm thì mới mua được còn tăng thì không nên đua nha anh chị nha BR cũng tương tự như vậy nha anh chị mặc dù là đang có game về mặt chuyển sang đó nhưng mà dữ liệu ở đây nó không được an toàn lắm cho anh chị nhờ tư về những vị thế để mua cao trên cuộc này nên là canh rung lắc mua nó sẽ lợi hơn đâu đó ví dụ như 23 23 x ít thì nó mới lợi còn không thì phải về lại 24 x 22 nha anh chị nha các mã phiếu như là BET này thì lúc này có nói rồi ha, BLX -E này đang nghèo giá khá tốt khu vực này. BLX -E thì có thể trong những phiên sắp tới em đang về ăn đang đợi thị trường rung lắc thì có thể canh lại ở vùng giá 45 cho biết anh chị, 45.8 46 gì đó. Canh ở vùng đó anh chị ạ. À. Rồi về nhóm đạm và nhóm hóa chất thì anh chị thấy là trong thời điểm hiện tại đạm Cà Mau thì đang rung lắc qua lại vùng mà có thể canh mua nha anh chị nha. Nếu mà về càng gần vùng 35 chấm ít càng tốt nha anh chị. Đạm Cà Mau cũng tương tự như vậy này, càng gần vùng 33 chấm ít càng tốt. À, DGC thì con bằng được trên vùng 106 sẽ có điểm mua cho anh chị nhà tư. CV thì đang quanh vùng đây thôi. Bây giờ đang đợi. Nếu mà server đánh lên thì mình vào, còn không đánh lên thì thôi chờ nha anh chị nha. Trong này thì mình chú ý vào nhóm cao su nha anh chị nha. Trong này thì nhóm cao su, trong nhóm hóa chất và bất sản của nghiệp thì anh chị chú ý vào nhóm cao su. Bởi vì nhóm cao su nó đang cho những cái trạng thái vận động khá tích cực trong phiên hôm nay với GVR cho những trạng thái đóng bật lên. Tuy nhiên với trạng thái đánh gọi là kiếm yếu như thế này thì cái việc tăng lên nó sẽ không là ưu tiên nên là những cái nhịp rung lắc lại còn ưu tiên mua nhiều hơn cho cái việc mua đuổi nha anh chị nha. Rồi uh, dbr cũng là một cái mã phiếu mà anh chị có thể chú ý này. test lại đồ đó khoảng 40. 41 8 42 gì đó là những điểm mua giá tốt nha anh chị nha 1842 8 42. BHR DRI cũng là những mã phiếu mà có thể xem xét được tuy nhiên thì bây giờ tăng lên gặp cản 10 11 8 12 ưu ừ, tiên bán trước nha anh chị nha rồi các mã cổ phiếu như là DRC này cũng vậy này đang dao động khu vực này cản ngắn ở khu vực 34.7 vượt qua được thì mình mới có những diễn biến tích cực hơn BHR này anh chị hôm nay có một pha đám lớn khá là tích cực hay đám lớn gần như là cao nhất phiên đúng không ạ lớn trong lớn là cao như phiên luôn anh chị thì với vận động như này khá là ổn có thể có những nhịp kéo lên khoảng vùng 59 60 giờ đó anh chị có thể chốt ngắn mà canh đúng lắc lại anh chị gia tăng lại sau Ok rồi đó là về các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành đó thì về mặt hoạt động ở trong giai đoạn hiện tại thì giống như lúc này có phân tích về các anh chị về những vận động của các mã cổ phiếu nhóm bất động sản thì khi mà các mã phiếu nhóm bất động sản về lại những cái vùng kháng cự à, và ngày hôm nay khi mà áp lực bán ra của các mã phiếu này đã có và xuất hiện thêm đó là những tin cái đồn không tốt về mã phiếu DG làm tác động chung đến tâm mặt hoạt động của tâm lý của nhóm ngành thì uh, điều đó cũng rất là dễ hiểu cho mặt đó là một thế lực gọi là mượn gió bề mang anh chị ha mượn gió bề mang trong một thế xấu như này tuy nhiên thì À, sau những pha rung lắc như này thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cũng như là đánh giá về cái vận động như là xung lực của các mã phiếu nếu mà nó cho những phản hồi bật tăng lại tích cực sau đó thì chứng tỏ là những cái diễn biến là mạnh thì mình có thể là gia tăng cái khối lượng nhiều hơn còn trường hợp nếu mà sau đó vẫn ý ạch và siêu siêu trở lại và có những nguy cơ pha đấy thì bắt buộc chúng ta phải quan trị để mình chờ những điểm mua giá thấp hơn nha anh chị nha đó thì với vận động hiện tại thì sau cái tin xấu như vậy thì mình sẽ chờ như vậy tuy nhiên thì về góc nhìn em vẫn đang kỳ vọng về diễn biến tích cực về cái chân sóng dài tốt và cái việc xác nhận chân sóng của các mã phiếu nhóm bất động sản rồi nha anh chị nha. Thì trong đó có hai cái mã phiếu top dưới đó là BDR và DG là hai cái mã phiếu mà mình chú ý về mặt à, vận động cũng như là những sự kỳ vọng là hai cái mã cổ phiếu mang lại biên độ lợi nhuận tốt trong nhóm bất động sản top dưới. Còn về mã cổ phiếu top trên thì vẫn đặt niềm tin vào mã cổ phiếu KDH nha anh chị nha. Ok, đó là về những cái góc nhìn về mặt vận động thị trường à, và các cái nhóm ngành. Chúng anh chị sẽ có được những cái thông tin thật là ít. Anh chị hiện tại vẫn chưa có người hỗ trợ, chưa người đồng hành trên thị trường chứng khoán. À, nếu thấy sự hỗ trợ của bà an phù hợp với anh chị Thì hãy nhanh chóng kết nối với bạn an qua số điện thoại 0868 726 313 Vệ an hiện tại đang công tác Tại công ty chứng khoán VBS Với ID uh, quản lý là Z390 Anh chị đã có tài khoản Ở công ty chứng khoán VBS Thì có thể là uh, chuyển đổi ID quản lý Về ID Z390 Còn nếu mà anh chị chưa có tài khoản Ở công ty chứng khoán VBS Thì hãy kết nối với bạn an Để mình mở một tài khoản mới anh chị nha Thì hiện tại uh, thị trường công ty Đang có một cái chương trình ưu đại khá là tích cực khá tốt và lợi cho anh chị nhà tư đó là việc mở mới tài khoản sẽ được miễn phí giao dịch uh, 6 tháng nha anh chị. Đó miễn phí giao dịch cơ sở 6 tháng. Đó thì đó là những dấu hiệu cũng như là những cái ưu đãi rất là tốt cho anh chị nhà tư. Đấy, thì anh chị nào thấy cái sự phù hợp ở ở uh, tám khách hàng của bạn thì nhanh chóng về cùng đồng hành với bạn nha anh chị nha. Ok, chúc anh chị sẽ có một cái buổi uh, tối ngon giấc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại anh chị trong livestream cũng như là những video tiếp theo.